cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Giới lãnh đạo Ukraine vừa qua tuyên bố, quân đội nước này đã sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công vào các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga. Theo lời Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, Yehor loại vũ khí được quân đội nước này sử dụng trong các cuộc tập kích nhằm vào nhiều kho hậu cần và pháo binh nằm trong lãnh thổ Nga chính là hệ thống phá phản lực cơ động cao HIMARS. Tờ The Hill dẫn lời ông Cheneyf nói: "Chúng tôi đã đạt được một số thành công và buộc nga ngừng tháo kích thành phố Kharkov. Đồng thời, nhờ những cuộc tập kích bằng HIMARS, chúng tôi đã làm giảm tiềm năng tấn công của binh sĩ nga trong khu vực này." Ông Cheneyf sau đó cũng đã kêu gọi chính quyền Mỹ hãy gửi thêm nhiều hệ thống phòng không cũng như phê chuẩn cho quân đội Ukraine nã tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS vào các sân bay quân sự nga. Ông cũng cho hay rocket Himes đã đánh trúng và phá hủy một số bệ phóng tên lửa phòng không Nga ở vùng Belgorod, cách biên giới Ukraine hơn 30 km. Theo ông Chenev, đây là lần đầu tiên Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga sau khi được chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép. Theo đó, Ukraine có thể sử dụng vũ khí Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở Kharkov, tập kích đáp trả lực lượng Nga hoặc chuẩn bị tấn công họ. Trong khi đó, trang Kiev Independent dẫn thông cáo từ giới chức tỉnh Rostov của Nga cho biết nhà máy lọc dầu Novosakhtinsk tại đây cũng đã bị hỏa hoạn sau hàng loạt vụ nổ. Tình trưởng Rostov, ông Vasily Golubev nói, vụ hỏa hoạn gây ra bởi cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và các cơ quan cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Kênh Telegram của Rostov News sau đó công bố đoạn video ghi lại địa điểm được cho là nhà máy lọc dầu Novosakhtinsk đang bị hỏa hoạn. Từ khi xung đột bùng phát, Ukraine nhiều lần công kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga nhưng chủ yếu sử dụng máy bay không người lái do nước này tự sản xuất. Việc được sử dụng vũ khí Mỹ có thể giúp Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga từ Belgorod và gây nhiều thiệt hại hơn với cơ sở hạ tầng quân sự đối phương. Gần đây, khi được hỏi liệu sử dụng vũ khí Mỹ bên trong lãnh thổ Nga có giúp Ukraine đẩy lùi đà tiến quân của đối phương hay không, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng đó là tình huống không thể nói trước. Tuy nhiên, ông Sullivan cho biết. Ukraine đang gặp khó khăn sau nhiều tháng viện trợ quân sự từ Mỹ bị trì hoãn và việc cung cấp thêm vũ khí đã giúp Kiev củng cố phòng tuyến. Ông Sullivan cũng cho hay vũ khí được đưa đến chiến trường với số lượng lớn vài tuần qua đã tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi hy vọng họ sẽ duy trì được bước tiến và cuối cùng không chỉ giữ vững phòng tuyến mà còn đẩy lùi lực lượng Nga. Chính phủ Đức vừa qua cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí mà nước này cung cấp để tấn công các vị trí ngay bên kia biên giới, nơi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào Kharkov. Động thái của Đức được đưa ra không lâu sau quyết định từ Mỹ đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí đặc biệt để bảo vệ Kharkov, thủ phủ của tỉnh cùng tên chỉ nằm cách biên giới với Nga khoảng 20 km. Mới đây nhất, đại sứ Ukraine tại Berlin, ông Alexei Makeyev, khi nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp hỗ trợ quân sự kịp thời Ông nói, các nước phương Tây nên ngay lập tức sử dụng hệ thống phòng không của mình để bảo vệ lãnh thổ Ukraine trước sự tấn công của tên lửa và máy bay không người lái Nga. Nhà ngoại giao Ukraine kêu gọi Đức và các nước châu Âu khác cần nhanh chóng sử dụng hệ thống phòng không để bảo vệ miền Tây Ukraine. Đại sứ Makeyev một lần nữa nói rằng việc các nước không liên quan đến cuộc xung đột đánh chặn tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine tuân thủ luật pháp quốc tế và sẽ không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho phương Tây. Ông Markeyev nói rằng luật pháp quốc tế cho phép những hành động như vậy, phương tây sẽ không bị coi là liên quan đến cuộc xung đột. Để chứng minh cho lời nói của mình, ông đã tham khảo hiến trương Liên hợp quốc. Đại sứ Markeyev nói rõ quy tắc duy nhất còn hiệu lực và được ghi trong hiến trương Liên hợp quốc. Một quốc gia bị tấn công có thể tự vệ, trong khi các nước khác có quyền rất rõ ràng để giúp đỡ quốc gia nói trên. Sự hỗ trợ này không có danh giới, ngoại lệ duy nhất chỉ là việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt mà thôi. Nhà ngoại giao này lưu ý rằng việc sử dụng các hệ thống phòng không từ lãnh thổ các nước phương Tây sẽ không cấu thành việc tham gia vào cuộc xung đột mà chỉ nhằm bảo vệ Ukraine. Ông Makeyev dẫn ví dụ về việc Mỹ đã bắn hạ nhiều tên lửa Iran tiến về lãnh thổ Israel, mặc dù Washington không chính thức tham gia cuộc xung đột giữa Tel Aviv và Tehran. Các chuyên gia tin rằng đây sẽ là bước đi tiếp theo của phương Tây chống lại Nga. Tình hình sẽ phát triển dần dần. Đầu tiên họ lên kế hoạch bao phủ phần phía Tây của Ukraine và sau đó phạm vi tác chiến sẽ mở rộng. Phương Tây hiện không thấy phản ứng mạnh mẽ của Moscow trước việc vượt qua các làn danh đỏ đã được Điện Kremlin thiết lập, bao gồm cả những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí NATO. Nhiều nhà phân tích quân sự và chính trị tại phương Tây tin rằng phản ứng của Nga trước những hành động như vậy sẽ mang tính quyết định đến các bước đi sau đó. Ông Peter Kuznick, giáo sư lịch sử và giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân thuộc Đại học Mỹ cho rằng Tổng thống Joe Biden khó có thể chấp nhận đề xuất thảo luận về xung đột Ukraine của người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Bình luận về những phát biểu của ông Putin tại cuộc họp với các giám đốc hãng thông tấn quốc tế do TASS tổ chức, ông Kuznick cho biết Tổng thống Putin bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán nhưng người đồng cấp Biden có thể sẽ không chấp nhận đề xuất đó cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng 11 vì lo ngại bị rơi vào thế yếu. Ông Biden muốn thể hiện mình mạnh mẽ và kiên quyết trước đối thủ Donald Trump. Ông Kuznick nói, mối nguy hiểm là nếu chúng ta không hạ nhiệt tình hình ở Ukraine, chúng ta có thể không trụ được đến tháng 11, chúng ta có thể tự hủy diệt trước thời điểm đó. Trước đó, ông Trump đã chỉ trích NATO, nhưng giờ đây, khi hầu hết các nước NATO tăng cường ngân sách quân sự, ông Trump sẽ tán thành điều đó và thân thiện trở lại với NATO. Cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được đề cử trở thành ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới, sau kết quả bầu cử sơ bộ và họp kín của các đảng tương ứng. Đảng Cộng Hòa sẽ chính thức đề cử ông Trump tại đại hội đảng dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 7 tại Milwaukee, Wisconsin. Trong khi đó, ông Biden cũng đang tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Về phần mình, bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg SPIEF hôm mùng 5 tháng 6, Tổng thống Putin tiết lộ rằng ông đã nhận được một lá thư từ ông Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông đã trả lời rằng nếu ngài muốn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine, hãy dừng cung cấp vũ khí. Sau đó, trong 2-3 tháng, mọi thứ sẽ kết thúc. Ông Putin đưa ra bình luận trên trong bối cảnh phương Tây đang tích cực viện trợ quân sự và thảo luận về việc cung cấp vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine ông putin cảnh báo mỹ và các đồng minh cung cấp cho kiev đạn tầm xa để tấn công lãnh thổ nga moscow có quyền hành động theo cách tương tự nhà lãnh đạo nga nhấn mạnh nhìn chung nó dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng đồng thời ông cũng khẳng định moscow không dung dưỡng các tham vọng đế quốc và bác bỏ những cáo buộc về việc nga có ý đồ tấn công các quốc gia thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Paris trong ngày mùng 5 tháng 6 để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandy và thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước do tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì. Nhiệm vụ cao cả hơn là ông sẽ nỗ lực tăng cường quan hệ với các đồng minh xuyên đại Tây Dương trong bối cảnh châu Âu đang rất lo lắng về Nga, Trung Quốc và nguy cơ cuộc bầu cử cuối năm nay có thể làm đảo lộn trật tự địa chính trị hiện tại. Ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết, Tổng thống Biden thực sự tin rằng chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng của lịch sử. Nó gắn liền sự thay đổi của địa chính trị, những thách thức mà chúng ta phải đương đầu trên khắp thế giới. Ông Biden sẽ được chào đón bằng lễ đón cấp nhà nước do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà nhà lãnh đạo Mỹ dành cho người đồng cấp Pháp năm 2022. Ông Macron là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu quyết liệt nhất với Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Pháp đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng, tuyên bố sẽ vượt tiêu chuẩn chi tiêu quốc phòng 2% của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, và khởi động lại ngành sản xuất vũ khí trong nước. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, ông Biden dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi họ ở Nóc Đi và một lần nữa bên lề thượng đỉnh G7 tại Italia vào tuần tới. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng của cuộc xung đột khi Ukraine đã bắt đầu sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Trước buổi tiếp đón cấp nhà nước, ông Biden cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, vua Charles Đệ Tam của Anh và Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ dự lễ kỷ niệm tưởng nhớ những người lính của quân đội đồng minh đã hy sinh trong cuộc đổ bộ vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 để giải phóng châu Âu khỏi Đức Quốc xã, được tổ chức vào hôm nay, mùng 6 tháng 6. Đối với vua Charles, đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Italia Sergio Mattarella cũng sẽ tham dự buổi lễ như một dấu hiệu của sự hòa giải quốc tế thời hậu Thế chiến thứ hai không có quan chức nào từ Nga được mời. Những vị khách danh dự nhất của lễ kỷ niệm sẽ là những cựu chiến binh còn sống, dự kiến có khoảng 200 người. Hầu hết đều đã gần và trên 100 tuổi. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt chiến sự trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử vào tháng 11. Ông nói sẽ đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào phòng đàm phán giúp hai bên đi tới thỏa thuận nhưng không nêu rõ điều khoản là gì. Tuy nhiên, giới chức điện Kremlin từng bình luận rằng không có phương án nào cho phép kết thúc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ như ông Trump tuyên bố. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky nói không thể đàm phán hòa bình với Tổng thống Putin, ngay cả khi ông Trump có giúp sức. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tổn thất về nhân sự của Ukraine hiện lớn gấp 5 lần của Nga, song xung đột có thể kết thúc sau 2-3 tháng nữa nếu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, theo ước tính của chúng tôi, quân đội Ukraine mất khoảng 50.000 người mỗi tháng. Dù không nêu rõ con số thương vong của Nga, nhưng ông Putin nói, tiết lộ rằng hiện có gần 1.400 binh sĩ Nga bị Ukraine giam giữ như tù binh, trong khi hơn 6.400 binh sĩ Ukraine bị Nga giam giữ. Ông cho biết, Ukraine có khả năng huy động khoảng 30.000 quân mỗi tháng và không có nhiều tình nguyện viên. Theo ông, Điều đó không giải quyết được vấn đề. Tất cả những người mà họ có thể huy động đều nhằm thay thế những tổn thất trên chiến trường. Đồng thời nhấn mạnh rằng chính Mỹ đã đưa ra ý tưởng để Ukraine quyết định hạ độ tuổi nhập ngũ nhằm huy động thêm lực lượng. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, chỉ cần ngừng cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ hoàn toàn có khả năng chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Ông nói, nếu các vị muốn chấm dứt chiến sự ở Ukraine, hãy ngừng cung cấp vũ khí, mọi thứ sẽ kết thúc sau 2 đến 3 tháng. Vào đầu tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova cũng đã từng tuyên bố xung đột ở Ukraine có thể kết thúc sau 2 tuần. Hãng tin Reuters cho biết, tuyên bố của bà Zakharova đã lặp lại đánh giá đưa ra hồi đầu tháng này của cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, EU, ông Joseph Borrell trước đó. Ông Borrell nói rằng sự tồn tại của Ukraine phụ thuộc vào phương Tây và cuộc xung đột sẽ kết thúc sau vài tuần nữa nếu nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây chấm dứt. Tuy nhiên, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU bày tỏ ông không muốn chiến tranh ở Ukraine kết thúc như vậy. Khi được hỏi về cách giảm gia tăng cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây, bà Zakharova cho biết phương Tây đã đưa ra những lời lẽ khoa trương về Nga. Bà nhấn mạnh về những gì cần thiết để giảm gia tăng căng thẳng. Ông Borrell đã nói, nếu bạn ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev, mọi thứ sẽ kết thúc sau 2 tuần. Và đây là công thức giảm gia tăng căng thẳng. Theo hãng thông tấn nhà nước Qatar QNA, ngày 5 tháng 6, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đến Qatar gặp tiểu vương CX Tamim bin Hamad Anthony tại cung điện Lusain, thủ đô Doha, để thảo luận về giải pháp chấn dứt cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Cụ thể, QNA đưa tin cuộc gặp tập trung vào những diễn biến trong cuộc xung đột, bao gồm nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn chiến sự, bảo vệ dân thường và giữ mọi kênh liên lạc mở để giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và các biện pháp ngoại giao. Ngoài ra, ông Zelensky và ông Anthony cũng thảo luận về những biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa Ukraine và Qatar. Về phần mình, Tổng thống Ukraine thông tin với Qatar về sự chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình với Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 6 ở Thụy Sĩ. Ông Zelensky cảm ơn phía Qatar vì đã ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như các nghị quyết lên án Nga tại Liên Hợp Quốc. Trước đó, trong cuộc gặp trọng tâm giữa các nhà lãnh đạo quốc phòng an ninh khu vực châu á thái bình dương sự xuất hiện bất ngờ của tổng thống ukraine cũng đặt ra câu hỏi về nỗ lực của kiev trong việc tìm kiếm sự ủng hộ ở khu vực việc ông zelensky xuất hiện tại diễn đàn an ninh châu á tạo bất ngờ một phần vì các chủ đề tại diễn đàn thường được nhắc đến là các vấn đề khu vực ấn độ dương thái bình dương cạnh tranh mỹ trung bán đảo triều tiên biển đông đài loan bộ trưởng quốc phòng mỹ tại diễn đàn đã tái khẳng định ấn độ dương thái bình dương là ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia của Mỹ. Đây mới chỉ là lần thứ hai ông Zelensky xuất hiện tại châu Á từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, đều là những cuộc gặp không báo trước. Năm 2023, ông cũng có mặt tại Nhật Bản trong một sự kiện quốc tế, nhưng khi đó là cuộc họp của nhóm G7. Một thông cáo chung do các nước G7 ban hành khi đó tập trung chủ yếu vào cuộc chiến của Nga, điều mà khối này lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể. Năm 2022, ông cũng có bài phát biểu trực tuyến tại shangri la mặc áo phông xám với hình minh họa có màu xanh và vàng của cờ ukraine trên thực tế mối liên hệ giữa các vấn đề an ninh á âu không phải lần đầu được nhắc đến song dường như phải đến khi ông zelensky xuất hiện ở singapore mới thu hút được sự chú ý về mối liên hệ giữa cuộc xung đột ở châu âu với châu á thái bình dương Người đứng đầu cơ quan điều tra chiến lược Ukraine Andrei Ruben cho biết cảnh sát nước này đã tịch thu số tài sản gần 1 tỷ đô la Mỹ của Nga. Ông Andrei Ruben cho biết tổng số tài sản trị giá 38 tỷ hryvnia tương đương khoảng 940 triệu đô la Mỹ đã bị phát hiện và thu giữ. Tất cả đều được sử dụng vì lợi ích và nhu cầu của Ukraine, bao gồm nhu cầu cho quân đội. Ông cho biết tài sản bị tịch thu bao gồm một máy bay trực thăng Bell 427, máy bay Gulfstream G650, 47 xe tải, 55 phương tiện và 3 sơ mi rơ móc phẳng cùng nhiều tài sản khác. Chính quyền Ukraine bắt đầu tịch thu tài sản của doanh nhân và công ty Nga ngay sau khi Moscow và phát động kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Cụ thể, vào tháng 3 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành lệnh cưỡng chế tịch thu tài sản của Nga và cư dân Nga. Một tháng sau đó, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật nhằm quốc hữu hóa tài sản của các công ty Nga, công dân Nga và người Ukraine ủng hộ hoạt động quân sự của Moscow. Cơ quan an ninh Kiev SBU cho biết đã thu giữ tài sản trị giá 677.000 đô la Mỹ thuộc về công ty năng lượng nhà nước Rosneft của Nga. Vào thời điểm đó, tập đoàn dầu mỏ này tuyên bố họ không có tài sản ở Ukraine. Tiếp đó, vào tháng 5 năm 2023, SBU thông báo đã tịch thu toàn bộ tài sản của các chủ ngân hàng Nga là Mikhail Friedman, Pyotr Aven và Andrei Kosogov. Văn phòng an ninh Ukraine cam kết sẽ chuyển giao tài sản trị giá ước tính khoảng 422 triệu đô la Mỹ cho nhà nước Ukraine. Tháng 8 năm 2023, thư ký nội các Ukraine Oleg Nemchinov tuyên bố đã phong tỏa số tài sản có giá trị lên tới 2 tỷ đô la Mỹ của Nga và Belarus. Cụ thể, Kiev cho biết đã tịch thu tài sản của ba ngân hàng Nga các quỹ được cho là thuộc sở hữu của ông trùm kim loại Nga Oleg Deripaska và nhà máy khai thác và chế biến Demurinsky thuộc sở hữu của doanh nhân Nga Mikhail Senkov. Ông Nemchinov nói thêm rằng xe cộ, máy bay, 3.500 ngôi nhà và 4.000 tài sản bất động sản phi dân cư cũng đã bị tịch thu. Moscow đã chỉ trích bất kỳ động thái nào nhằm tịch thu tài sản của Nga, mô tả đó là hành vi chiếm đoạt trắng trợn và bất hợp pháp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng Moscow sẽ kiện lên tòa án quốc tế. Tại một cuộc họp báo ở Warsaw, Thủ tướng Tusk và các quan chức khác cho biết việc thành lập Ủy ban đặc biệt nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia trên toàn khu vực khi cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Ủy ban đặc biệt sẽ bao gồm 12 thành viên và do tướng Jaroslav Stozic, người đứng đầu cơ quan phản gián quân đội lãnh đạo. Các quan chức Ba Lan cho biết trong những tháng gần đây, số vụ vượt biên trái phép từ Belarus sang Ba Lan, thành viên EU đã tăng đáng kể, lên tới 400 vụ mỗi ngày. Lính biên phòng Ba Lan cũng mô tả bị một số người di cư ở biên giới Belarus tấn công bằng đá và các vật thể khác. Bộ trưởng Nội vụ Thomas Siemoniak, đồng thời là người đứng đầu cơ quan mật vụ cho biết tình hình ở biên giới đang diễn biến phức tạp. Ông đưa ra quan điểm cáo buộc có nhiều dấu vết liên quan đến hoạt động của Nga hoặc Belarus. Hiện tại, Nga và Belarus chưa đưa ra bất kỳ bình luận sau những cáo buộc này tháng trước, một nghị định của chính phủ nước này đã thành lập một nhóm các chuyên gia an ninh, pháp lý và truyền thông để làm sáng tỏ những mối đe dọa thực sự từ Nga và Belarus. Thủ tướng Tusk cho biết chính phủ của ông dự kiến sẽ công bố những phát hiện đầu tiên trong thời gian tới. Trước đó, vào cuối tháng 5, Ba Lan cũng đã công bố chi tiết chương trình East Shield, hay còn gọi là lá chắn phương đông nhằm tăng cường an ninh biên giới phía đông của nước này. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết đây là sáng kiến phòng thủ biên giới lớn nhất của nước này kể từ năm 1945. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Warsaw, các quan chức quốc phòng Ba Lan đã trình bày kế hoạch tăng cường giám sát thiết bị bay không người lái UAV và phòng thủ quân sự trên mặt đất thông qua một hệ thống gồm nhiều công sự và rào chắn dọc theo đường biên giới phía đông đất nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vladislav Kosiniak Kamis nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động tăng cường an ninh và khẳng định đây là chiến dịch mang tính chiến lược đối với chính phủ và an ninh của Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đã phát thảo chi tiết chương trình, trong đó có kế hoạch xây dựng các công sự, các loại rào chắn khác nhau và các hệ thống hiện đại giám sát không phận ở mọi cấp độ, cải tiến hơn các hệ thống hiện có, đồng thời sẽ được tích hợp với hệ thống phòng thủ trên khắp cả nước. Ông cho biết nhiệm vụ của East Shield bao gồm ngăn chặn sự xâm lược của các lực lượng thù địch, tạo thuận lợi cho hoạt động di chuyển của quân đội Ba Lan và bảo vệ dân thường. Dự án East Shield sẽ được cấp vốn từ ngân sách nhà nước, nhưng Ba Lan cũng đang tìm kiếm hỗ trợ thêm từ Liên minh châu Âu EU. Ba Lan nhấn mạnh EU cần tăng cường đầu tư vào an ninh khu vực vì hệ thống trên cũng sẽ giúp củng cố biên giới phía đông của khối gồm 27 quốc gia thành viên này.